Nam Anh kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, 13 tháng 12 năm 2019. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn, hôm nay là chương trình phỏng vấn đặc biệt tìm hiểu về hồi kết luận tội Tổng thống Trump và tìm hiểu về nền đệ nhị Cộng Hòa với nhà văn Uyên Thao. Để mở đầu, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi phỏng vấn đặc biệt Tiến sĩ Trần Văn Hải do Võ Thịnh Nhân thực hiện. Kính chào chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình đặc biệt ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc với lại tiến sĩ Trần Văn Hải để tìm hiểu về vấn đề đàn hạch tổng thống, vấn đề impeachment nó sẽ đi về đâu và những cái điều mà người ta luận tội tổng thống như vậy đó có nằm ở trong cái hiến pháp có những cái quy định nào chặt chẽ để mà chúng ta có thể đưa một tổng thống để gọi là bị trức phế hay không và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. Trước hết xin được kính chào tiến sĩ Trần Văn Hải. À, xin chào quý vị khán thính giả chương trình SBTN và xin chào anh Võ Thành Nhân khi mà chúng ta nói rằng là quốc hội Hoa Kỳ đưa ra hai cái vấn đề của tổng thống Donald Trump thứ nhất appeal power và obstruct of uh, Congress thì cản trở quốc hội thì anh ghi nhận như thế nào về hai cái vấn đề này dạ thưa anh? À, về cái vấn đề mà luận tội hiện nay đang xảy ra ở trong quốc hội Hoa Kỳ à, trong ngày thứ năm à, 12 à, tháng 12 năm 2019 thì ủy ban tư pháp của hạ viện là đang trong tiến trình để À, thông qua à, cái gọi là hai cái điều khoản mà luận tội tổng thống Donald Trump. À, thì như quý vị đã biết cái vấn đề à, luận tội này nó được đề cập đến rất là lâu. Mà như chúng ta đã biết là rằng là à, theo thông tin là truyền thông thì chúng ta cứ thiết nghe là ông Trump sẽ bị luận tội nghĩa là từ ngay từ cái ngày mà ông à, tuyên thệ nhậm đắc chức đắc ngày ừ. 20 tháng yeah. 1 à, 2017. Thì đầu tiên là người ta nói là ông ta sẽ bị luận tội vì thông đồng với nước Nga. À, để um, thao túng cái cuộc bầu cử rồi sau đó khi ông um, Robert Mueller ra cái báo cáo nói là không có những cái chuyện đó rồi đó là lúc tháng 5. À, rồi tự nhiên tới tháng 7 thì người ta lại đòi người ta đòi uh, luận tội ông vì cái cuộc uh, có một cái cuộc điện đàm giữa ông với tổng thống uh, tân cử của nước Ukraine là ông uh, Volodymyr uh, Volodymyr Zelensky mà trong đó thì ông nói được rằng là À, à, là về cái vấn đề mà gọi là trước đây có cái à, có cái gọi là cái vụ tham nhũng mà liên quan đến một cái công ty à, tên là Burisma mà đã thuê à, Hunter Biden là con của tổng thống Biden thì ông muốn ông muốn ông kia là à, nên điều tra để coi thiếu sự tình như thế nào thì có một người ở trong hội đồng an ninh quốc gia cũng nghe lóm cái Um, cái cuộc điện đàm này và uh, đến gặp cái ủy ban về tình báo của hạ viện là do ông adam Schiff, uh, là, là, là làm, làm chủ tịch uh, thì người ta làm rùm lên và uh, đảng dân chủ thì hiện nay đương nắm gọi uh, là đa số của hạ viện cho nên người ta thành lập cái tiến trình luận tội Lúc đầu thì người ta nói là trong cái cuộc điện đàm đó thì là có một cái cuộc mà gọi là trao đổi bánh ít trao đi, bánh gì trao lại mà tiếng Anh gọi là quid pro quo. Tức là người ta tố cáo ông Donald Trump nói rằng là ông Donald Trump đặt cái vấn đề là phải điều tra ông Biden là là đối thủ chính trị của ông thì ông mới giải ngân cái số tiền là 391 triệu viện trợ cho, cho Ukraine. Yeah. Nhưng mà sau đó thì ra điều trần ở tiểu bang... Um, tình báo của hạ viện thì tất cả nhân nhân chứng nói là không có một cái chứng cứ gì cả. thế sau đó hạ viện thì là nói rằng là sẽ à, luận tội ông tổng thống ông trump về bribery tức là bribery tức là hối lộ có nghĩa là bởi vì trong đó là có cái tiền 391 triệu đó là nó có dính dáng đến, đến tiền thì như vậy là yêu cầu à, bên ông Zelensky phải là có một cái statement hay là có một cái phát biểu nào đó về điều tra hay là có một cái à, khởi động một cái điều tra nào đó thì mới có được cái tiền thì như vậy là hồi lộ thì rốt cuộc cũng chẳng có là bởi vì bên bên Ukraine họ không phải làm một cái điều gì hết mà rồi sau đó vào tháng 9 thì tiền cũng là tiền viện trợ đó nhớ rằng là tiền viện trợ đó là tiền thuế của người dân. Và nếu ông Donald Trump mà có nghi vấn rằng là nước Ukraine là cái nước mà trước đây nổi tiếng ở trong 16 nước cộng hòa của Liên Xô là nổi tiếng là tham nhũng thì bây giờ nếu ông yêu cầu phải giải quyết vấn đề tham nhũng rồi mới giải giải ngân cái tiền thuế của dân thì đó không phải là một cái điều mà đáng đem ra mà đàn hạch. Nhưng mà bởi vì Đảng nhân chủ là nắm đa số ở hạ viện, cho nên người ta vẫn tiếp tục thực hiện và tất cả mọi cái cái vấn đề gọi là phản kháng hay là một uh, là phản biện về cái vấn đề này thì đều bị họ bỏ qua và người ta tiếp tục người ta đưa qua cái ủy ban về tư pháp là cái cái tiểu bang mà ông Jerry Nadler tức là um, là committee on uh, justice committee uh, và hiện nay thì họ đã thông qua tức là họ đã thảo hai cái điều khoản đó hai cái điều khoản là là điều khoản nào điều khoản thứ nhất abuse of power tức là lạm dụng quyền lực. Thật ra mà nói, hầu như tất cả mọi tổng thống không ít thì nhiều đều lạm dụng quyền lực. Ví dụ như tổng thống Obama trước đây ký những cái quyết định cho những người trẻ ở các cái nước mà Nam Mỹ vào ở trong nước Mỹ và ở lại mà không có bị đẩy về bên kia thì cái đó người ta đã nói rằng là cái đó là vi hiến bởi vì cái luật về di trú là phải do quốc hội là là lập đúng, dạ. à, rồi tổng thống ký thì mới dạ. trở thành luật. đây ông obama làm như vậy có phải là uh, gọi là làm dùng quyền lực không? nhưng mà hồi đó đâu có ai là committee không có dạ. Yeah. không ai không ai than phiền và không yeah. ai đồng tội ông. Yeah. thì như vậy còn cái vấn đề bây giờ ông 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 làm quyền là làm quyền cái là gì ông giữ gìn cái tiền của uh, thuế của dân và ai cũng biết rằng là ông trump là không muốn gọi là viện trợ cho những nước nào mà không xứng đáng và tham nhũng ông nói là mình phải lo cho đất nước mình trước bởi vì cái quan điểm của ông là America first bây giờ là ngoại viện là cứ đem đi cho người ta mà trong khi đó dân của mình thì là không được hướng cho nên nếu mà nói lạm dụng à, quyền lực thì đó là một trong những điều mà mà đảng dân chủ muốn luận tội ông điều thứ hai tức là ngăn cản hoạt động obstruction of Congress tức là ngăn cản hoạt động của quốc hội điều này thì phải nói là mọi chuyên gia về pháp lý họ nói rằng rằng là họ không hiểu những người làm ở trong cái ủy ban tư pháp của ông Jerry Nadler à, có biết rằng là cả hai điều khoản này đều không nằm ở trong cái bộ luật hình sự của nước Mỹ hiện nay, tức là trong cái criminal code của the United States of America vào lúc này không có hai cái điều khoản đó thì như vậy cái tội người ta như thế nào? Và ngoài ra cái điểm mà gọi là ngăn cản hoạt động của quốc hội thì có nó có liên quan đến vấn đề là hiến pháp của Hoa Kỳ. Hiến pháp của Hoa Kỳ quy định rất rõ quyền hạn của hành pháp, lập pháp và tư pháp như thế nào và có một cái sự phân quyền (separation of powers) và có những cái check and balance như thế nào, tức là kiểm tra lẫn nhau như thế nào. Hiến pháp Hoa Kỳ nói rằng không phải là à, quốc hội muốn cái gì là hành pháp phải tuân theo ngay lập tức. Bởi vì như vậy thì trước sau gì chúng ta cũng sẽ đi đến cái trường hợp gọi là một cái quốc hội nghị viện, tức là Hành pháp chỉ hoạt động theo ý của quốc hội mà thôi. Không có Nhưng mà đó. không, dạ. không ở, ở Hoa Kỳ người ta không làm như vậy. Dạ. Trong thời gian người ta soạn thảo hiến pháp, người ta cũng cân nhắc cái hình thức của chính một chính, chính quyền như vậy mà lúc này đang thực hiện ở Anh, tức là chính quyền ở Anh là đều do quốc hội quốc này. hội dạ. ngồi dạ. dạ. Nó là ở quốc hội lập hiến đó. Dạ. Ở, dạ. ở Hoa Kỳ không có điều điều khiển đó. Và nếu và quốc hội Hoa Kỳ nếu muốn có những cái tài liệu cũng như muốn nhân viên của hành pháp tới điều trần thì phải xin phép và nếu bên hành pháp đồng ý thì họ sẽ cung cấp những thông tin cho những nhân viên nào mà họ thấy được rằng là không có vượt quá cái quyền hạn của à, không có xâm phạm vào cái quyền hạn của hành pháp bởi vì có cái điều mà người ta ai cũng biết rằng là có một cái executive privilege tức là có đặc quyền về hành pháp cũng như ở bên bên tư pháp cũng có bên lập pháp cũng có gọi là legislative privilege tức là những cái đặc quyền về lập pháp là hành pháp không thể làm những cái điều mà nếu nếu là pháp chưa có ra luật thì không thể làm được. Yeah. À, Kính thưa vị, khi mà chúng ta nói luận tội một tổng thống và không đi về đâu có nghĩa là chỉ có làm những cái ảnh hưởng cho cái cuộc bầu cử sắp tới của năm 2020 mà thôi. Đúng, là tất cả mọi chuyện hiện nay nó đều liên quan đến cái vấn đề là cái cuộc bầu cử năm 2020. À, thì bây giờ đó, sau khi mà Hạ Viện thông qua cái Articles of, Im uh, of Impeachment á hai cái điều luận tội xong á, thì sẽ đưa lên cho Thượng viện xử theo cái quy định của Hiến pháp. Thì khi Thượng, thượng viện mà triệu tập một cái phiên xử thì sẽ do ông à, ông chánh án của tối cao pháp viện làm à, ngồi chủ tọa à, và à, các cái thượng nghị sĩ thì sẽ là bồi thẩm đoàn à, phải cần 2 phần 3 cái số thượng nghị sĩ tức là 67 trên 100 tức là là 2 phần 3 à, kết luận nếu tổng thống có tội thì lúc đó thì tổng thống mới bị làm miễn nhiệm. Còn nếu chỉ có 66 thượng nghị sĩ à, kết tội ông ta thì cũng vẫn chưa đủ và ông ta vẫn tiếp tục à, làm việc cho đến cái kỳ bầu cử làm sao. Cho do đó nhiều người nói rằng là không hiểu tại sao à Đảng dân chủ lại vẫn cứ cứ cương quyết là luận tội. À, có thể là chỉ để làm nhục ông tổng thống Donald Trump mà thôi, bởi vì người ta thấy rằng hiện nay trong thượng viện Đảng Cộng hòa chiếm 30, 53 à, ghế à, Hạ viện, thì à, Dân chủ thì chỉ chiếm 47. À, thì có nghĩa là phải cần 20 thượng nghị sĩ Cộng hòa mà bỏ phiếu Trúc phế ông Trump à, thì ông Trump mới mất chức. Điều này thì có thể nói là không bao giờ xảy ra. À, đôi khi có những cái đạo luật chỉ cần thiếu một phiếu cũng đã không thể thành luật, thành là không thể nào có cái chuyện đó xảy ra trong trong vòng mấy tháng tới cũng như là trong vòng một năm tới trong cái kỳ bầu cử năm 2020. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Trần Văn Hải rất là nhiều đã cung cấp những cái tin tức rất là hữu ích và hy vọng trong tương lai sẽ được làm việc chung với tiến sĩ Trần Văn Hải. Dạ. À, xin chào quý vị khán thính giả và xin chào anh Bảo Thành Nhân. À, kính thưa quý vị, à, chương trình của chúng tôi và tiến sĩ Trần Văn Hải đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin tạm ngưng trong giây lát. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo